Khi nhìn vào một sa mạc, rất khó để liên tưởng đến dầu mỏ. Sa mạc gợi cảm giác trống rỗng, cằn cỗi, như thể nơi đó không thể nuôi dưỡng bất cứ điều gì. Trong khi đó, dầu mỏ lại là biểu tượng của năng lượng, của sự sống bị nén lại, của vật chất hữu cơ. Hai hình ảnh này dường như mâu thuẫn hoàn toàn với nhau. Và chính sự mâu thuẫn đó đã khiến rất nhiều người đi đến một kết luận sai lầm rằng sa mạc có liên quan trực tiếp đến việc tạo ra dầu mỏ. Nhưng khoa học lại kể một câu chuyện khác, một câu chuyện dài hơn rất nhiều so với lịch sử loài người. Một câu chuyện bắt đầu không phải từ cát mà từ nước, không phải từ sự khô hạn mà từ sự sống dồi dào, và không phải từ sa mạc mà từ những đại dương đã biến mất khỏi bề mặt trái đất. Để hiểu vì sao dầu mỏ lại nằm dưới sa mạc, trước tiên cần chấp nhận một sự thật nền tảng. Bề mặt trái đất mà chúng ta thấy ngày nay không phản ánh quá khứ của nó. Những gì con người gọi là vĩnh viễn, lục địa, biển, sa mạc thực chất chỉ là trạng thái tạm thời trong một chuỗi biến đổi kéo dài hàng trăm triệu năm. Một trong những điều ít người nhận ra là phần lớn các sa mạc lớn trên trái đất không phải luôn luôn là sa mạc, rất nhiều trong số đó từng là đáy biển. Không phải là giả thuyết mơ hồ, mà là kết luận dựa trên bằng chứng địa chất rõ ràng, hóa thạch sinh vật biển, đá vôi hình thành trong môi trường nước và các lớp trầm tích đặc trưng cho đại dương nông. Lấy Trung Đông làm ví dụ, hôm nay, khu vực này được biết đến như một trong những nơi khô hạn nhất hành tinh. Nhưng hàng trăm triệu năm trước, nơi đây nằm dưới các đại dương nông rộng lớn, ấm và ổn định. Chính những đại dương này mới là điều kiện lý tưởng cho sự hình thành dầu mỏ. Điều nghịch lý là, càng khô cằn ngày nay, khả năng cao nơi đó từng rất ẩm ướt trong quá khứ. Bởi chỉ những vùng từng có đại dương kéo dài đủ lâu mới có thể tích lũy lượng vật chất hữu cơ đủ lớn để tạo ra dầu. Một hiểu lầm phổ biến khác là cho rằng dầu mỏ hình thành từ cây cối hoặc rừng rậm cổ đại. Điều này chỉ đúng một phần rất nhỏ đối với than đá, chứ không đúng với dầu mỏ. Phần lớn dầu mỏ trên thế giới có nguồn gốc từ sinh vật biển, đặc biệt là tảo và vi sinh vật phù du. Những sinh vật này nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy, nhưng số lượng của chúng thì khổng lồ. Trong các đại dương nông cổ đại, chúng sinh sôi mạnh mẽ nhờ ánh sáng mặt trời và dinh dưỡng dồi dào. Khi chết đi, xác của chúng chìm xuống đáy biển như một cơn mưa liên tục của vật chất hữu cơ. Nếu đáy biển có nhiều oxy, xác sinh vật sẽ bị phân hủy hoàn toàn. Nhưng trong nhiều khu vực cổ đại, đáy biển lại nghèo oxy. Điều này tạo ra một môi trường rất đặc biệt, sinh vật chết đi nhưng không biến mất. Chúng bị chôn vùi, từng lớp, ngày này qua ngày khác, trong hàng triệu năm. Ít người biết rằng, một mỏ dầu lớn không phải kết quả của một sự kiện đặc biệt, mà là của sự lặp lại đều đặn trong thời gian rất dài. Không phải một thảm họa sinh học, mà là một nhịp điệu ổn định, sinh chết, lắng chôn. Khi nói về dầu mỏ, phần lớn mọi người hình dung đến áp suất, nhiệt độ và thời gian. Nhưng có một nhân vật gần như vô hình, ít khi được nhắc đến, dù vai trò của nó mang tính quyết định, vi khuẩn. Ít người biết rằng, trước khi vật chất hữu cơ trở thành dầu mỏ, nó đã trải qua một giai đoạn xử lý sinh học kéo dài. Khi xác sinh vật biển lắng xuống đáy đại dương cổ đại, chúng không lập tức biến thành dầu. Trước tiên, chúng trở thành thức ăn cho các cộng đồng vi khuẩn sống trong môi trường thiếu oxy. Những vi khuẩn này không cần ánh sáng. Chúng tồn tại sâu dưới đáy biển, trong bùn nơi không có không khí. Công việc của chúng là phân giải xác sinh vật thành các hợp chất đơn giản hơn. Chính quá trình này quyết định chất lượng dầu mỏ sau này. Nếu hoạt động vi khuẩn diễn ra quá mạnh, phần lớn vật chất hữu cơ sẽ bị ăn mất trước khi kịp chôn vùi sâu. Nhưng nếu vi khuẩn hoạt động ở mức vừa đủ, chúng sẽ tiền xử lý vật chất hữu cơ, biến nó thành dạng phù hợp để sau này, dưới áp suất và nhiệt độ, chuyển hóa thành dầu. Nói cách khác, trước khi trái đất nén dầu, vi khuẩn đã chuẩn bị nguyên liệu. Sau khi vật chất hữu cơ bị chôn vùi, trái đất bắt đầu một quá trình mà con người không thể quan sát trực tiếp. Áp suất tăng lên khi các lớp trầm tích dày thêm, nhiệt độ tăng theo độ sâu. Dưới những điều kiện này, vật chất hữu cơ không còn là sinh vật, nhưng cũng chưa phải dầu. Nó trở thành một dạng trung gian gọi là kerogen. Kerogen là nguyên liệu thô của dầu mỏ. Và chỉ khi kerogen nằm trong một khoảng nhiệt độ rất hẹp, không quá lạnh, không quá nóng, nó mới tiếp tục biến đổi thành dầu và khí. Khoảng nhiệt độ này được các nhà địa chất gọi là cửa sổ dầu. Đây là một chi tiết ít người biết nhưng cực kỳ quan trọng. Nếu quá trình chôn vùi diễn ra không đúng nhịp, dầu mỏ sẽ không bao giờ hình thành. Nếu bị chôn quá nông, nhiệt độ không đủ, nếu bị chôn quá sâu, dầu bị phá hủy thành khí hoặc than. Vì vậy, dầu mỏ hiếm không phải vì thiếu sinh vật mà vì điều kiện quá khắt khe. Một sự thật khác thường bị bỏ qua là dầu mỏ không đứng yên tại nơi nó hình thành. Nó nhẹ hơn nước và có xu hướng di chuyển lên trên qua các lớp đá có khe hở. Quá trình này có thể kéo dài hàng triệu năm. Nếu dầu không gặp vật cản, nó sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi thoát ra bề mặt nơi nó bị oxy hóa và biến mất. Vì vậy, để hình thành mỏ dầu, cần có một cấu trúc địa chất đặc biệt gọi là bẫy dầu, phía dưới là đá chứa cho dầu trú ngụ, phía trên là đá kín để chặn đường thoát.
Khu vực Trung Đông sở hữu một sự kết hợp hiếm có, carbon châm tích rộng, ổn định, ít bị biến dạng bởi vận động kiến tạo. Điều này giúp các bẫy dầu tồn tại nguyên vẹn trong hàng chục triệu năm. Sa mạc hình thành phía trên không phá hủy các bẫy này, mà ngược lại còn giúp bảo vệ chúng khỏi xói mòn mạnh do nước. Ở một góc nhìn khác, có thể nói rằng sa mạc là môi trường an toàn cho dầu mỏ đã hình thành sẵn. Không phải vì sa mạc tạo ra dầu, mà vì nó ít can thiệp vào những gì nằm sâu bên dưới. Nếu sa mạc chỉ là lớp phủ, một câu hỏi hợp lý xuất hiện tại sao vẫn có những sa mạc không có dầu mỏ? Câu trả lời nằm ở quá khứ xa xôi hơn nữa. Sa mạc Gobi ở châu Á, chẳng hạn, từng là đại dương đông dầu sinh vật trong thời gian đủ dài. Ngược lại, Sahara và bán đảo Ả Rập từng trải qua nhiều chu kỳ biển tiến và biển lùi, tích lũy lượng vật chất hữu cơ khổng lồ. Điều này dẫn đến một kết luận quan trọng: khí hậu hiện tại không nói lên điều gì về tiềm năng dầu mỏ. Hai nơi đều là sa mạc, nhưng lịch sử địa chất của chúng hoàn toàn khác nhau. Khi nói về dầu mỏ Trung Đông, người ta thường dùng từ trúng số. Nhưng trong ngôn ngữ của địa chất, không có khái niệm may mắn, chỉ có xác suất và thời gian. Trung Đông nằm ở vị trí mà trong quá khứ hội tụ đủ mọi điều kiện, đại dương nông kéo dài, tốc độ chôn vùi ổn định, nhiệt độ phù hợp và cấu trúc địa chất bảo tồn tốt. Khi con người xuất hiện, dầu mỏ đã nằm đó từ rất lâu, chờ được phát hiện. Và chính tại đây, một sự thật ít được nhắc đến xuất hiện, địa chất đã định hình chính trị. Những đại dương cổ đại đã biến mất hàng trăm triệu năm trước lại quyết định vị trí của chiến tranh, của quyền lực, của dòng chảy kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 20 và 21. Một điều khác thường khiến nhiều người tò mò là không phải dầu mỏ nào cũng giống nhau. Có dầu màu đen đặc quánh, có dầu lại sáng và loãng hơn. Có dầu có mùi hắc nồng, có dầu lại gần như không mùi. Điều này không phải ngẫu nhiên, màu sắc và mùi của dầu mỏ phản ánh lịch sử địa chất của chính nó. Dầu nhẹ sáng màu thường hình thành trong điều kiện nhiệt độ vừa phải. Phân tử hydrocarbon trong loại dầu này còn tương đối nguyên vẹn, ít bị phá vỡ. Đây là loại dầu dễ tinh chế, có giá trị kinh tế cao. Ngược lại, dầu nặng, sẫm màu thường là dầu đã trải qua những biến đổi phức tạp hơn. Có thể nó từng bị vi khuẩn phân hủy một phần sau khi hình thành. Có thể nó từng tiếp xúc với nước trong thời gian dài. Cũng có thể nó bị nhiệt độ cao nấu chín quá mức. Mỗi khả năng để lại một dấu vết khác nhau trong cấu trúc phân tử. Mùi dầu cũng mang theo dấu vết quá khứ, mùi hắc. Mùi trứng thối thường đến từ hợp chất lưu huỳnh, vốn hình thành trong môi trường biển cổ đại nghèo oxy. Điều đó có nghĩa là chỉ cần ngửi mùi dầu, các nhà địa chất cũng có thể đoán được phần nào môi trường mà nó ra đời. Theo nghĩa này, dầu mỏ không phải là một chất đồng nhất. Mỗi mỏ dầu là một câu chuyện riêng, được viết bằng hóa học và thời gian. Hai mỏ dầu cách nhau vài trăm km có thể khác nhau hoàn toàn chỉ vì đại dương cổ đại ở hai nơi đó từng có điều kiện sinh học khác nhau. Khi ghép tất cả các mảnh lại với nhau, sinh vật biển, vi khuẩn, châm tích, nhiệt độ, cấu trúc địa chất, một hình ảnh rất khác về sa mạc dần hiện ra. Sa mạc không phải vùng đất chết, ít nhất nó không chết theo nghĩa địa chất. Bên dưới lớp cát khô cằn là những kho lưu trữ khổng lồ của lịch sử trái đất. Không chỉ có dầu mỏ mà còn có hóa thạch, khoáng sản và dấu vết của các đại dương từng tồn tại rồi biến mất. Nếu nhìn theo cách này, sa mạc giống như một bảo tàng không trưng bày trên bề mặt mà cất giấu mọi thứ dưới lòng đất. Và dầu mỏ là hiện vật nổi tiếng nhất trong bảo tàng đó. Sa mạc không sinh ra dầu mỏ cũng không phải món quà dành cho con người. Nó là ký ức của sự sống cổ đại, được vi khuẩn xử lý, được trái đất nén lại và được cát che phủ suốt hàng trăm triệu năm. Và điều đáng suy nghĩ là thế này, nếu dầu mỏ cần cả một đại dương, cả một hệ sinh thái và hàng trăm triệu năm để hình thành, thì việc chúng ta đốt nó trong vài thế hệ có phải là một sự tiến bộ hay chỉ là một sự tiêu dùng cực kỳ vội vã? Theo bạn, dầu mỏ là món quà của trái đất hay là khoản nợ mà con người đang vay của quá khứ?